Chiều ngày 8 tháng 11, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phát hiện bắt giữ Mai Văn Hải Hoàng, 50 tuổi, ở phường Thủy Xuân thành phố Huế về hành vi tàng trữ hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Thủy Xuân nắm được nguồn tin Mai Văn Hải Hoàng có những biểu hiện liên quan đến ma túy nên tiến hành kiểm tra đột xuất. Tại nơi ở của Hoàng trên đường Hoài Thanh, phường Thủy Xuân, Huế, tổ công tác của Công an thành phố Huế đã phát hiện thu giữ 2.317 viên nén màu đỏ và 20 viên nén màu xanh. Bước đầu, Hoàng khai nhận tất cả số tăng vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Đối tượng này mua về cất giấu tại phòng ngủ nhằm mục đích bán kiếm lời. Đây là vụ án ma túy do Công an thành phố Huế triệt phá với số lượng ma túy lớn trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2023.